con ơi phước thì lớn tội mòn ta đâu có bỏ cha con bao giờ cho con học đủ thế cờ khổ đau cùng thành con khờ mới nên bây giờ còn phải lên đến con ơi cố gắng vượt lên phen này Phật trời không phụ người ngay huống chi con nguyện đắp xây cho đời dùng thơ tâm sự mấy lời con ơi thế sự hiện thời trái ngang nhưng con có tấm lòng vàng thì con sẽ vượt trái ngang khổ sầu con buồn ta có vui đâu nhưng con phải học thấm sâu cuộc đời học từ những cuộc sống chơi học từ cực thấp cực cao học từ ngoài cảnh học vào trong tâm học sao không bị mê lầm cùng chính cùng khổ mà tâm không sợt đường dài con chớ trùng chân nhớ câu đạo hạnh kéo sơn nghĩa tình đời con lắm nhục ít dinh lòng con trọn đạo hiếu tình ta khen ngọc ngà châu báu vàng đen đức người chưa trọng lắm phen hải hồn sao bằng con đặng hiếu trung tự ăn con trả tổ cùng vinh hoa kiếm tiền vàng bạc ta bà sao bằng con trẻ về nhà một lai đời này lắm cái hiệu tài con ơi nhớ những điều này ta khuyên điều thứ nhất ta khuyên nên nhớ ráng hạ mình dù dở dù hay trong tâm chánh thiện đêm ngày tình thương nhân loại tràn đầy trong tim dùng trí huệ truy tìm đạo lý lấy tình thương quan hệ với đời đời là đạo đó con ơi đạo đời là một khác thời do ta điều thứ hai ta bà đau khổ tham sân si đánh đi đổ nhân tâm trần gian đang bị mê lầm con đem tình Phật thầm thâm dạy trừ những phước y báo còn dư con hưởng a công đó là vô lượng vô biên Phật là độ chúng có duyên tình con là Phật thiên liêng nhiệm màu điều thứ ba khắc
sâu trong dạ. Hãy thương người như thể thương ta, dù người lắm cái quỷ ma ghét, người là tự chính ta hại mình. Bồ Tát đạo là mình phải độ, cho yêu ma giác ngộ quay đầu, chớ đâu bỏ nó xuống cầu, thì câu đạo lý còn đâu nhiệm màu. Điều thứ tư như cầu hiếu tử, mẹ cha sinh nuôi giữ thân ta, tình cha quyết mẹ hiệp hòa, cô mang dưỡng dục mới ra thân này. Lại thêm ân ngày tổ tâm thầy dạy ta đạo lý, ta nay đành nhờ bán nhất cái tự vi sư con nhé. Biển núi kia nghĩa mẹ không cha, trọn câu đạo nghĩa nhân gia, là con đã đặng vượt qua bể sầu. Điều thứ năm như cầu giới hạnh, giữ trường trai ấm lạnh không màng, dù đời có núi bạc vàng, khi đà nhắm mi mắt tiêu tan bụi trần, sống thanh ni đạm chuyên cần sớm tối, làm điều ngay tội lỗi diệt trừ, chuyên cần học tập bi đạo thư, tâm thanh trí tịnh tiêu trừ nghiệp căn. Điều thứ sáu ăn nghi năng tội lỗi, những tội xưa nông nổi gây nên, giờ hành điều thiện để đền, là báo tội nghiệp xóa tên không còn, lấy nghiệp thiện xóa mòn những tội, giúp người mê tình giấc hội này, dù cho tội có sâu dài, công kia vô lượng tội dày liền không. Điều thứ bảy lòng vàng soi sột, xin cho con tiếp mà tục cứu đời, đó là đức hạnh sáng ngời, tình con như Phật ca chói trời lâm qua, rong mi ruồi khắp mi ta bà phổ độ, cho lòng người được cây trổ hoa sen soi đường xóa hết đi bóng đen, lòng con sáng chói ngọn đèn Như Lai. Điều thứ tám đêm ngày ghi nhớ, có thân người đền nợ tứ ân, công cha nghĩa mẹ sinh thành tổ thầy dạy dỗ học hành lớn phương, ăn nghi đất kỳ nước đồng bào ta sống, ăn đất trời gieo sự sống còn, tứ ân con trả cho tròn, thì con sẽ đặng cúng son về trao. Điều thứ chín đi con mau ghi nhớ, cố học hành đừng lỡ hội này, mặt đời chê dễ khiến
hay con luôn giữ đạo thảo nhai chung tròn. Dù người có hại con bao bằng, đừng đem lòng thù hận con ơi. Ta khuyên con trẻ mấy lời tham sân si hận là đời khổ đau. Điều chốt hết cùng nhau đoàn kết, không phân chia sai lỡ đạo màu. Khắp trong nhân loại địa cầu, đạo nào cũng dạy chúng sinh ở hiền. Do con người bạc tiền danh lợi, mãi tranh nhau tư lợi cho mình, quên dành tâm đạo yêu sinh. Con người hãy nhớ chữ tình ta trao. Chào Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, chào cô Tám Long Tiên, chào Bích Xu Sa, chào Ngọc Bích, chào Ngọc Lan. Cảm ơn cô Ngọc Bích nhiều. Chào Quỳnh Thắng. Thầy con lần lội đêm ngày, đêm bao dạng khổ đắng cay mùi đần. Cuộc nhân thế soi dần nhật nguyệt, đã đến hồi biết liệt lắm tay. Con người nhớ lấy lời thầy, dứt tâm mi chánh niệm một ngày vinh quang. Hiện nhân loại dạng thao lẫn lộn, tất cả đều cả trọn thế gian. Con ơi nhớ nhân phím đàn tình yêu vô giới, con đàn cho nhân. Con đã khổ bội Phật muôn cầm, trải qua ngàn âm lạnh sát thân. Cho con học đủ cầm trần, tâm con bình lặng là thân an nhàn. Đời tận ác tình tan dâu bể, dùng đức tin con mới dễ qua. Tình thương khắp chốn ta bà con, hiền sẽ đặng vượt qua cảnh này. Con giữ đúng lời thầy chỉ dạy, dù khổ đau cũng gánh hy sinh. Tình thương là nghĩa từ bi, đức tin đi màu nhiệm quyền chí con nhà. Ta ở chốn ta bà ô trường, nghe giả điên đi còn xuôi ngược với đời. Khi buồn ngắm cảnh làm thơ, khi vui dạy chốt cuộc cờ thế gian. Ta ẩn sĩ vô danh vô tướng, giả ngu khờ tạm mượn thế gian. Để xem thế sự hiện đàn, xem chúng con trẻ lòng vàng ra sao. Cá còn xuống trần lao bao bận, đồ
vai trò nhận lệnh của ta đáo lai tại cõi ta bà cứu người chướng ni nghiệp chánh ma quy hồi bởi lúc trước các con đã hứa với ta rằng trò hứa với thầy khi con học hết khoa này cho con xuống thế cùng xây đẹp đời ta đọc ý lời xin con trẻ để các con tô vẽ cho đời trần hồng cám dỗ lá lơi đừng cho danh lợi làm mờ lương tri dùng tâm mi đức từ bi vô lượng lấy tình thương vô thượng thầm tâm thì con không bị mê lầm mặt đời ô trượt tâm con sáng ngời con cô nhớ những lời thầy dạy là trang giữa ải trong gai hành như tâm ý nghĩa như lai con thơ trọn đạo thảo ngay thầy mừng giờ ta đã dừng chân Nam Việt chọn các con tuân kỷ thánh tài tình thương trọn đạo thảo ngay để làm những việc như lai cho đời chọn nhận con vì đời cứu khổ dạy lý màu cứu độ nhân sinh đưa người ác nghiệp tạo sanh trở về thánh thiện học hành từ bi chào Tiết Sương chào Quỳnh Mai dòng tam quan con đường sắp đi đứt nên ta còn thao thức dành con đừng ham qua lễ vàng son rồi đây thế sự chẳng còn chi đâu con khắc dạ những câu chân lý tình yêu thương giảng lý không sờn luôn luôn giữ lấy tâm chân điều hay ngay lẽ không sờn gian nan cuộc xây dần trần gian khổ nào lấy tình thương tâm đạo hào hòa để trong khắp thế ta bà như câu đạo hạnh vượt qua bể sầu con phải biết bắt cầu đạo lý giúp cho người mở trí quyền đó là cứu độ chúng sinh thì con đã đắc siêu sinh lý màu con khắc dạ những câu thầy dạy hộ tâm vô oai ngại tình thương là một con đường bất tử Tây Phương con về cuộc nhân thế lắm mê nhiều mây cõi hồng trần nhiều tiếng thị phi tâm con như giữ tự bi bao nhiêu chướng nghiệp sân si không còn cuộc trần thế vàng son tô thắm
con chớ đừng chìm đắm mưu mê. Dây rách phải giữ lấy lề, đừng cho cuộc thế làm mê lòng trò. Đời đã tận ráng lo tu học, chốn dương trần sàng lọc lắm con. Cố dịch giữ tấm lòng son, là con đã đặng quả tròn Như Lai. Chốn trần ai cái gì cũng mất, bao ổ tình hổ vật còn đâu, chỉ còn có mỗi một câu từ bi ban ái nhiệm màu lắm tay. Đó là câu Như Lai từng dạy cho những trò vô ngại thân tâm, biết rằng thế sự mê lầm nên còn phải ráng nhất tâm cứu đời. Đời là đạo không rời hai nẻo, đạo là đời không miếu hai đường. Điều quan trọng là tình thương, tình thương bất tử con đường Như Lai. Đời là đạo tuy hai mà một, đạo là đời tuy một mà hai. Cốt là giữ tâm Như Lai, điều quan trọng đó không phải trong lòng. Chào mọi người buổi tối an lành. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui an. Vì ít có live stream cho nên bây giờ live stream trở lại, người xem ít quá. Buổi live stream hôm nay thầy cũng xin thông báo với quý Phật tử, trong tháng 10 thì đạo tràng chùa Minh Duyên sẽ quyết tâm dựng lên cảnh Phật tại thành phố. Đó là ước nguyện mấy năm nay, phải làm tròn trong năm nay 2023, năm Quý Mão. Dù cho bao chướng duyên, bao trở ngại thì đạo tràng chùa Minh Duyên huệ nhẫn cũng như quý vị sẽ quyết tâm, huệ nhẫn quyết tâm dù cho bao gian khó cực khổ đến đâu cũng dựng lên cái cảnh Phật, và cũng tùy duyên để cho nhân dân bà con ở nơi đó có một nơi chốn bình yên để trở về sau những tháng ngày mệt nhọc lo toan mưu sinh với trong bao khó khăn trong cuộc sống, có một nơi tâm linh. Thầy dự định là sẽ dựng lên một cái mái ngói, cây ngói gỗ xưa mát mẻ để cho quý Phật tử, quý linh tử, cô bác bà con xung quanh thường lui tới để thắp hương. Những người hướng Phật thì sẽ có nơi chánh điện thờ Phật, thờ tổ và một cái cung nhỏ để thờ cha mẹ. Hy vọng rằng mọi người chúng ta, quý Phật tử, những người yêu thương Minh Duyên Huệ Nhẫn, chung tay với Huệ Nhẫn. Qua live stream này thì Huệ Nhẫn kêu gọi những vị ân nhân, mạnh thường quân, quý Phật tử, những người thương yêu Huệ Nhẫn đồng cùng nhau chung tay cố gắng cùng với Huệ Nhẫn để thực hiện cái mơ ước là dựng xây nên cảnh Phật. Chư Tổ và các vị tiền nhân xưa đã dạy, nơi nào có một người ăn chay là nơi đó mất đi một
phần tử xấu trong xã hội. Nơi nào dựng nên một cảnh Phật thì nơi đó sẽ mất đi một quả ngục, một địa ngục. Thế cho nên có lần có duyên đi về dùng thành phố Thạnh Hóa Long An để cúc thất cho một Phật tử. Huệ Nhẫn nhìn thấy nơi đó cũng còn hoang vắng, không có chùa chiền tự viện. Thế cho nên đầy đủ duyên lành trong gia tộc họ Bùi có một cái mảnh đất để hiến cúng cho đạo tràng chùa Minh Duyên. Huệ Nhẫn cũng kêu gọi đợt một để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng phụ, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng nghỉ thì tạm được ổn, nhất là cái công tác đắp nền, đổ nền, nền móng đã vững chắc. Nhưng mà thật là thiếu phước cho chúng tôi là khi khởi công xây dựng ít ngày thì đại dịch Covid-19 nó ập đến. Thế cho nên những công trình phụ hiện nay đã xong, còn cái đại chánh điện thì chưa được hoàn thiện. Trong cái tháng 10 âm lịch này, nhờ cái oai lực của Phật Mẫu diêu trì các cung các cõi đại lễ Hạ Nguyên, Huệ Nhẫn cũng hy vọng nhờ oai lực của mười phương chư Phật chư Tổ và các cung các cõi cha mẹ bề trên thương xót cho lời nguyện của Huệ Nhẫn để mình hoàn thành cái cảnh Phật nơi thành phố, làm nơi tu học, làm nơi chiêm bái, làm nơi trở về, làm một ngôi nhà chung cho những người con Phật con mẹ để quy chí. Không cao sang lộng lẫy nhưng sẽ trang nghiêm và thành kính. Cũng còn thiếu một ít nữa, rất mong là mọi người chung tay để cho Phật sự trọng đại này sớm được thành tựu viên mãn. Các bậc tiền nhân thầy tổ có dạy: một con dỗ cánh cả đàn bay theo. Nay Huệ Nhẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được cảnh Phật ở thành phố. Hy vọng rằng những người thương yêu quý mến Huệ Nhẫn cũng sẽ cùng với Huệ Nhẫn. Và nếu như đất đai thần linh nơi đó hiển linh, cũng sẽ hộ trì cho Huệ Nhẫn có sức khỏe để vượt qua mọi chướng duyên. Thật ra thì quý vị cũng biết là mình sống ở đời, khi mình cất được một cái ngôi nhà nó gian trưng khổ ải, huống chi là cất một cái cảnh Phật, một ngôi chùa càng khó hơn. Khó đủ thứ về mọi mặt, khó về giấy tờ, khó về sự cho phép, khó về giáo hội, khó về chính quyền. Nhưng thưa quý vị là quyết chí thì ắt thành công. Chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ lần lần cố gắng làm tốt. Huệ Nhẫn tin rằng mình nói thật, mình làm thật, và tất cả đều là sự thật, thì bề trên sẽ xoay chuyển cho chúng ta Phật sự chống kiên thành. Một lần nữa, đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn kêu gọi sự phát tâm của quý ân nhân Phật tử và những người yêu thương quý mến Minh Duyên Huệ Nhẫn trong thời gian qua, ráng cố gắng phát tâm mỗi người một viên gạch long hầu, sẽ giúp cho một cảnh Phật nữa được hiển hiện, được thành tựu nơi vùng đất thành phố Thạnh Hóa Long An. Cảm ơn mọi người đã chung tay với Huệ Nhẫn thời gian qua. Thời gian qua chúng ta đã đi được 2/3 con đường.
bây giờ chỉ còn 1/3 con đường nữa thôi. Nhưng mà còn một cái đoạn đường này là đoạn đường quan trọng nhất, đó là chánh điện. Chánh điện Phật, Tổ, Cha Mẹ và Cổng Tam Quan. Cuối cùng sẽ là câu xin phép và giấy tờ. Hy vọng rằng dù cho gian khổ, dù cho cực nhọc, dù cho tốn nhiều thời gian, chúng ta cũng sẽ cố gắng. Cái quan trọng là chúng ta cần phải làm tốt, sống tốt, làm tốt, cảm động lòng trời và mọi vật sự của chúng ta, theo đó mà được thành tựu viên mãn. Ta phải là người trải từ bi, dặn lòng là mãi mãi thực thi các điều nhân nghĩa, luôn ghi nhớ con hiền sẽ đặng a dứt sanh si. Nhớ câu đạo nghĩa chuyển quyền chi, giữ tròn đức độ hạnh từ bi, tròn câu ước nguyện tâm con hứa đạo pháp quyền chi mới kịp kỳ. Buổi mạt pháp quân ba kỳ chót, cố gắng chúng ta lập công bồi đức để làm hành trang trở về với cha với mẹ cho lòng được an yên hơn. Còn cảnh giả tạm, dẫu biết rằng sanh ra cõi đời này, chúng ta phải cố gắng vượt qua số phận, vượt qua mọi chông gai thử thách để làm tròn một con người được thành nhân chi mỹ và được trọn vẹn hơn thế nữa. Nhưng cứ mãi bôn ba vì cuộc sống này, mãi vì danh lợi tiền tài, mãi vì thế sự đua chen, rồi đến một lúc nào đó chúng ta giật mình tỉnh giấc: ôi tiền tài của ta, ôi sự nghiệp của ta, ôi gia đình của ta, ôi tất cả những gì ta dành dụm cực khổ bấy lâu nay, nó sẽ thoáng chốc trong hư không và tiêu mất. Vì ngày chúng ta trả lại hết cho cuộc đời này để nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng về với cha mẹ, những thứ của trần gian này không bao giờ đem đi được, chỉ có tội và phúc. Trong cuộc đời này người ta cứ mãi hơn thua, tranh giành, tham chấp. Ai cũng muốn mình có cuộc sống an yên, có nhà cao, cửa rộng. Ai cũng muốn có xe tốt, ai cũng muốn có vợ đẹp, con xinh, ai cũng có tiền bạc dư dả. Chứ có bao giờ ai muốn nghĩ đến rằng khi mình có được đồng ngân cha mẹ ban, trời Phật ban, hoặc từ mồ hôi nước mắt của mình làm ra, có ai nghĩ đến để đi xây chùa, thỉnh tượng Phật, đúc chuông? Mà chư Tổ nói xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, trong ba pháp phước ấy thập phương nên làm. Những cái phước đó nó sẽ được trường tồn mãi mãi, làm hành trang trong bước đường tu nhân học Phật. Không phải rằng quý thầy quý Phật tử là bỏ hết tất cả, không đam mê danh lợi tiền tài của thế gian, nhưng có một gốc lặng nào đó, một phản lặng nào đó, chúng ta dành riêng cho mình một chút ít phước đức để hành trang trở về với cha mẹ có cái mà dùng. Nay để tạo duyên, tạo phước cho quý Phật tử nơi dùng thành phố,
Hạnh Hóa, Long An. Quỷ nhẫn phát tâm nơi đó dựng nên một cảnh Phật. Đường đi đã được hai đoạn, còn một đoạn cuối cùng cũng là một đoạn đường quan trọng nhất, là dựng nên cảnh Phật. Mong là quý Phật tử chúng ta chung tay với Quỷ nhẫn, hãy chung tay với Quỷ nhẫn để một ngày gần nhất Minh Duyên thành phố sẽ được trang nghiêm. Một ngày gần nhất Minh Duyên thành phố sẽ được đầy đủ pháp nhân pháp lý. Một ngày gần nhất Minh Duyên thành phố sẽ được quý tăng ni đến tu học. Một ngày gần nhất Minh Duyên thành phố sẽ được bá tánh thập phương, bà con cô bác gần xa đến thắp hương lễ Phật, lễ cha lễ mẹ, lễ thầy lễ tổ. Và điều đặc biệt nhất là một ngày gần nhất Minh Duyên thành phố sẽ là nơi chốn đi về của những ai tìm về chánh giác, tìm về chánh đạo, tìm về ngôi nhà cổ của chúng ta. Hy vọng là qua lời kêu gọi này, quý Phật tử ân nhân, quý mạnh thường quân hãy chung tay cùng với Huệ Nhẫn nắm chặt tay nhau để quyết tâm làm Phật sự này cho trọn vẹn trong cái tháng 10 âm lịch, nhất là lễ Hạ Quân, và đặc biệt trong tháng 10 âm lịch này là ngày khánh vía của Đức Đại Từ Tôn Diêu Trì Phật Mẫu 18 tháng 10. Quay lực của mẹ, quay linh của mẹ sẽ giúp Huệ Nhẫn sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Và thưa quý vị, sự phát tâm của quý Phật tử dù ít hay nhiều, một cục gạch, một viên hồ, đều là công sức và công đức của quý vị. Huệ Nhẫn sẽ luôn ghi nhớ, tôn trọng và nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, khí thiên, sông núi, cha mẹ, các cung, gia hộ cho quý vị được nhiều sức khỏe, luôn được an yên trong cuộc sống này. Hy vọng là chúng ta cố gắng nhớ nhé quý Phật tử, hãy cùng Huệ Nhẫn dựng xây nên cảnh Phật, dựng xây thêm một cảnh Phật nữa, và hy vọng còn nhiều cảnh Phật để chúng ta dựng lên. Vì một người ăn chay là nơi đó mất đi một phần tử xấu, một ngôi chùa, một cảnh Phật dựng lên là nơi đó mất đi một địa ngục A Tỳ, một quả ngục. Hy vọng có rất nhiều ngôi chùa mọc lên, rất nhiều cảnh Phật mọc lên thì sẽ tiêu tan mất đi những quả ngục ấy. Chúng ta sẽ có một cuộc sống an yên, bình yên và khỏe mạnh. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Nhớ quý vị phát tâm thì xin liên lạc với Huệ Nhẫn nhé. Cảm ơn rất nhiều thịnh tình của quý Phật tử. Mô Phật. Thanh Phạm nói gì thầy không hiểu. Thanh Phạm ơi, nhiều bà về Phật lắm, ông quỷ thần coi sen, cô chính tầng chính cặp, do công tu có thấp có cao, viết không có dấu, thầy đọc không được thì dịch không ra. Tu rồi an hưởng vui thai, ở chi trần thế ngày rày khổ thai. Trời ơi, làm thơ nữa. Cảm ơn nhiều nha Thanh Phạm nha. Ước gì có một vị Bồ Tát xuất hiện. Ước gì có một vị Bồ Tát xuất hiện, phát tâm dựng cảnh Phật lên cho Huệ Nhẫn nhẹ nhàng.
làm ông quy thần. Thôi mọi người nghỉ sớm đi nha. Mọi người ngủ sớm, ngon giấc nha mọi người nha. Rồi, tôi cảm ơn Thanh Phạm nhiều nha. Cảm ơn Trịnh Tiền, cảm ơn cô Tám Kiến Tường, cảm ơn Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Lê Đại. Cảm ơn Mai Nguyễn. Cảm ơn Nguyễn Văn Phước. Cảm ơn Tiết Sương. Cảm ơn hết mọi người. Gặp lại sau mọi người nha. Ngày mai ai trúng số độc đắc nhớ cố gắng ủng hộ thầy ha.